Rồi, hello anh em, tiếp tục lại về Bù Long Mẫu mới ha, cực kỳ hot luôn. Nói chung là ba về hôm nay tiếp tục lại về hàng, nói chung là giao cho anh em không kịp luôn à. Đó, con này thì hôm qua cũng quay sơ sơ rồi, hôm nay mình tiếp tục mình sẽ quay cận cảnh hơn, rồi chi tiết hơn những cái điểm khác biệt của dòng Gen 1 và Gen 2 ha, mẫu cũ và mẫu mới nha. Ok, rồi. Thì những cái điểm đầu tiên của cái con máy siết Bù Long M12 FIVW2F12 này thì về lực thì chắc chắn nhiều anh em cũng đã biết cái con này nó mang một cái lực gấp đôi so với cái con mẫu cũ ha, 745 N. Đây là lực mở nha anh em. Đó, đây là cái điểm đầu tiên, cái điểm được cải tiến ha. Cái điểm thứ hai là cái con này ở phía trước là nó có, ở đây anh em thấy có ba cái đèn LED nè, thì nó sẽ sáng hơn, hiệu quả hơn khi anh em làm việc ở nơi cái góc thiếu ánh sáng nè, không có nguồn điện nè. Đó, thì cái đèn LED này nó sẽ giúp anh em soi xa, soi sáng hơn nha. Đó, điểm thứ hai. Rồi qua điểm thứ ba, điểm thứ ba của cái con này á, thì nó cái cấp chuyển lực, chuyển số nó không còn là phím bấm nữa nha, không còn phím bấm ở trên này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào pin, cắm pin vào để mình test thử cho anh em xem ha. Rồi ở đây thì anh em xem nè, đây là cái cấp nó đang mặc định, đây là số 3 rồi, thì bây giờ mình muốn chuyển đổi cái cấp số này như ở trên cái hình này anh em thấy nè, chúng ta sẽ để cái nút chuyển trái phải này về chính giữa nè. Đó, mình chuyển về chính giữa ha. Đó, sau bắt đầu anh em sẽ bóp, bóp cò nhân hai lần, là anh em bóp nhâm nhanh nha, nhanh hai lần. Đó, nó sẽ chuyển về cái cấp auto nè, anh em thấy không, cấp auto nè. Rồi bây giờ mình bóp này nè, đó 1, 2 nè, 3 nè, đó rất là ok luôn. Nói chung đây là cái điểm cải tiến thứ ba của cái con máy này. Rồi cái điểm cải tiến thứ tư nó liên quan tới lực, thì cái con này nó mang một cái lực sở hữu rất là lớn, một cái thân máy khá là nhỏ đó, nhưng mà cái điểm cắm pin này nè, thì những cái con đời cũ á, nếu mà anh em sử dụng mà bắn lâu ngày thì cái điểm cái chân pin này nó sẽ bị lỏng nè, nhưng mà cái con này thì nó đã cải tiến rồi, nó có thêm một cái lá đệm ở chỗ này ha, để nó có thể là nó chắc hơn viên pin khi anh em cắm vào. Bây giờ mình sẽ rút ra cho anh em xem nha. Rồi, anh em thấy đây, ở ngay này anh em thấy có một cái lá thép, thì cái lá thép này nó giúp cho viên pin anh em có thể chặt hơn. Đó, tránh cái trường hợp đó là bị lỏng chân pin, rồi cái tiếp điểm nó không tốt, dẫn tới cái tình trạng đó là cái điểm tiếp xúc nó không tốt, rồi nó dẫn tới cái tình trạng đó là cái máy nó sẽ bị chập chờn khi anh em sử dụng ha. Đó, ở đây thì nói chung là build kia rất là tinh tế luôn anh em. Nói chung là một cái máy lực khỏe, một cái dòng M12 nhưng mà lực nó ngang ngửa với dòng M18 mẫu mẫu tầm trung nha. Đó, nó cũng xem xem với cái con lực của 2962 rồi đó anh em. Con này khá là khỏe rồi. Đó, chân pin cũng rất là ok luôn, làm rất là chỉnh chu. Đó, về Miyuki thì không làm anh em thất vọng rồi. Đó, khoảng này quá ok luôn, động cơ không chổi than, body cũng khá là gọn về cái tầm lực ha. Rồi, thì bên mình có hỗ trợ trả góp cho anh em đầy đủ luôn. Hôm nay mình về cũng rất là nhiều hàng để phục vụ cho anh em. Anh em nào quan tâm thì anh em liên hệ nha. Nguyên một set combo, một máy, một pin và tặng kèm cho anh em. Đó, máy, pin. Anh em mua thân máy này hơn 5 triệu, tặng kèm cho anh em pin 5A, 2A boost và sạc 220 luôn. Đó, hiện tại mình có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn. Anh em chỉ cần trả trước 2 triệu hơn thôi là anh em nhận được một combo như thế này rồi. Quả là đã luôn anh em. Tranh thủ nha anh em. Rồi, anh em cần thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0703 249 910 hoặc là số Zalo 0343 256 802. Em Tú sẽ chào tất cả mọi người.